Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ hỏi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi canh tý mậu tý ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xông với tý hình ngọ hình dầu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mạo tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao dân nhật à, thời đức tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa xấu về lập nhà sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự, sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đuốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Tý đang phải trải qua một ngày không được suôn sẻ khi mà cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp rắc rối khiến cho bạn mệnh chẳng còn tâm trí nghĩ suy điều gì có duyên nhưng không có phận, hạnh phúc đến nhưng chẳng biết giữ gìn để rồi khi mọi thứ tan biến mới hối hận cũng đã muộn mất rồi với bạn mệnh tuổi tý không biết tiết chế cảm xúc của mình không trân trọng những gì mà mình đang có khiến cho tình cảm đang tốt bỗng tự hư hao và dần dần phôi phai theo năm tháng lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo họa phá tài đến rất gần do đó với bạn mệnh tuổi tý trong ngày hôm nay nên thận trọng trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc nếu như bạn không tỉnh táo trước khi quyết định vấn đề thì tiền bạc trong tay sẽ chẳng còn là bao nhiêu về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tình cảm có nhiều sóng gió nhiều điều phải suy nghĩ từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có duyên nhưng không có phận để vụt mất hạnh phúc từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không biết tiết chế cảm xúc khiến cho tình cảm phải phai phôi từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có họa phá tài thận trọng trong quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vội vàng có thể khiến cho tiền bạc thất thoát nhanh chóng Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngọa Sửu tương hại. Cái điều này khiến cho công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay gặp không ít trục trặc, khó khăn. Dù bạn đã cố gắng để giành được cơ hội thăng tín, song có nhiều chuyện cản đường công sức mà bạn đã vất vả bỏ ra bấy lâu cũng bỗng một ngày trở thành thứ của người khác sở hữu với bạn tuổi xỉu trong ngày này đủ thứ rắc rối ập lên đầu khiến cho tâm trạng của bạn chẳng mấy dễ chịu chính vì thế mà bạn mệnh tuổi xỉu dễ dàng nổi nóng với người ấy vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu ngay bạn mệnh tuổi xỉu cũng nghĩ lại thấy mình sai nhưng cái tôi quá lớn khiến cho bạn chẳng thể nào hạ mình xin lỗi nữa kia và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng may là khi bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh nâng đỡ cho bạn cứ vớt được phần nào vận trình của mình ngày hôm nay. Nhờ có năng lực của mình, bạn tuổi Sửu mặc dù không may trong ngày hôm nay, song với những thành quả mà bạn tạo ra thì không gì không thể phủ nhận được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp trục trặc cố gắng không được nhìn nhận. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, cố gắng dành cơ hội thăng tín nhưng có nhiều chuyện cản trở. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa, tâm trạng suy sụp, nội nóng với những người xung quanh. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, để cái tôi quá lớn, lấn át lý trí khiến cho tình cảm bị giả nứt. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, thành quả của bạn đã tạo ra rồi sẽ được đánh giá xứng đáng. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 59, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy, bà tuổi dần đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày ngập tràn những sự may mắn khi cát khí lan tràn. Ngày này với bà tuổi dần đang có được quý nhân tam hợp nâng đỡ trên chặng đường công danh sự nghiệp, trao cho bạn có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, mang lại cho bạn có được nguồn tài lộc, dồi dào, bạn mệnh nên tập trung để chấp lấy cơ hội tốt, thực sự nhạy biến sẽ giúp cho bạn có được cơ hội, xong chính năng lực của bạn mới là thứ để cho cơ hội được phát huy, bạn cần phải cố gắng hết sức mình để thi triển tài năng của mình và giành lấy tài lộc nhờ chính sức lao động của mình và ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có được nhiều cơ hội để gặp gỡ làm quen với những người khác phái với sức hút tự, từ sự tự tin sẽ khiến cho bạn tuổi dần trở nên quyến rũ hơn hạn trong mắt đối phương và dễ dàng tìm được một nửa cho mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy may mắn ngập tràn cát khí lan tràn tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quý nhân nâng đỡ công danh sự nghiệp được trao cho cơ hội để phát triển tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ tài lộc dũng rỉnh thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mau chóng chớp lấy cơ hội bằng chính năng lực của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân thể hiện được sức hút từ sự tự tin. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 48, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mão dậu và đây không phải là điểm báo tốt lành gì với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay công việc của bạn tuổi mão có thể đang gặp phải một vài vấn đề nghiêm trọng và bạn mệnh tuổi mão với đồng nghiệp đang có sự nảy sinh mâu thuẫn bất đồng trong quá trình làm việc cùng nhau và sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất công việc chung công việc tập thể một khi xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ sẽ khó mà tiến hành được suôn sẻ hơn nữa quan hệ với đồng nghiệp không tốt sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tồi tệ khác và khi đã hợp tác làm việc chung cả bạn và đồng nghiệp đều cần phải cố gắng đạt được sự hài hòa thống nhất bởi cái điều này rất tốt cho cả hai bên Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây còn là điểm báo tai họa ập đến. Vì thế, nếu như bạn tuổi Mão đang kinh doanh, tốt nhất là không nên tiến hành sự thay đổi trong thời điểm này, vì vận may của bạn không được tốt cho lắm. vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, mâu thuận với đồng nghiệp bất đồng quan điểm khi hợp tác chung, từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, hiệu suất công việc giảm sút khi có mâu thuẫn nội bộ, từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, cố gắng tìm cách hài hòa trong tập thể để không ảnh hưởng tới công việc chung, từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, không nên tiến hành thay đổi kinh doanh, đầu tư vào thời điểm này. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn ạ xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho công việc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay gặp chút vấn đề và bạn tuổi thìn có thể gặp phải nhiều điều thị phi ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và công việc mà bạn mệnh đang đảm nhận bạn cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình với bà tuổi thìn, bạn hãy coi những gì mà bạn đối mặt trong ngày hôm nay như một thử thách mà cuộc sống mang đến để thử xem bản lĩnh của bạn ra sao, rắc rối ra sao, không quan trọng bằng cách bạn xử lý vấn đề đó như thế nào. Vì thế, với bà tuổi thìn, đừng có vì vậy mà bi quan, thậm chí trong cái tình huống xấu nhất. Bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực sẽ giúp cho bạn vượt qua được tất cả. May mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng ổn định theo thời gian. Và nếu như tình cảm đã chín mồi thì với bà tuổi thìn đừng có ngần ngại nâng cấp tình yêu để hai người được bên nhau mãi mãi. Bạn cần phải chủ động lên. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, công việc gặp vấn đề, thị phi ảnh hưởng tới danh tiếng cá nhân. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, cần phải nhanh chóng giải quyết những rắc rối để giảm bớt thiệt hại. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, hãy cứ lạc quan và tự tin, mọi rắc rối đều sẽ có cách giải quyết. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, tình cảm tiến trị tốt đẹp mối quan hệ được ổn định. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng có ngần ngại nâng cấp tình yêu để bên nhau mãi mãi. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 57, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tỵ ngọ tư hội cái điều này mang tới cho bà tuổi tỵ có được cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương bạn mệnh tuổi tỵ có thể giành được tình yêu của người ấy để người yêu nhau cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc. lại thêm trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh giúp sức hỗ trợ cho bạn, cho nên bạn tuổi tỵ sẽ vượt qua được những khó khăn liên quan tới vấn đề về tiền bạc. có thể có người sẽ giúp cho bạn về tiền nong để bạn vững tin hơn vượt qua một số khó khăn hiện tại có chút hy vọng nào lúc này cũng đều rất chi là đáng quý với bạn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỵ cần phải chú ý hết sức tới sức khỏe của mình. Bạn nên sớm bắt đầu một kế hoạch tập luyện bài bản nhằm chăm sóc cho bản thân, cơ thể của mình thêm phần khỏe mạnh hơn, nhất là trong cái thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Đừng có lời biếng thói quen đó nếu như bạn duy trì lâu sẽ rất có hại cho bạn về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có cơ hội bày tỏ cảm xúc với người mà mình yêu thương tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ người yêu nhau sớm trở thành quyến thuộc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc được giúp đỡ để vượt qua khó khăn liên quan tới vấn đề về tiền bạc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chú ý hết sức đến sức khỏe thường xuyên duyên luyện bản thân từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy chăm sóc cơ thể khỏe mạnh đẩy lùi dịch bệnh. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 65, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu tuổi xỉu, tuổi thần. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình và đây là điểm báo tử vi cho bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay rất có thể sẽ phải gánh trên đôi vai mình nhiều nỗi buồn đau cái chuyện tình cảm trao đi nhưng không có được hồi đáp khiến cho bà tuổi ngọ có phần suy sụp về tinh thần tình cảm không được như ý muốn nhưng bù lại với bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên bạn mệnh vẫn có thể gặp may về vấn đề tiền bạc hoặc là thành công trong sự nghiệp của mình bạn tuổi ngọ bạn nhận được những lời khen ngợi đánh giá cao nhờ sự cố gắng bền bỉ thu nhập nhờ vậy cũng có thể được cải thiện đáng kể theo hải thượng lãn ông hôm nay là ngày 17 tháng 3 âm lịch, nhân thận ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy mấy bạn tử ngọ không nên làm tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tâm trạng giảm sút, nhiều nỗi buồn đau bộ vây từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tình cảm trao đi không được hồi đáp từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tiền bạc có được sự khởi sắc công việc thuận lợi từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ được khen ngợi và đánh giá cao về nỗ lực bền bỉ từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tránh tác động vào vị trí cổ chân khí sung và xương bánh chè và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi Mùi, thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày đón nhận nhiều niềm vui và à, những tin tốt lành đến với mình. Ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành, ngọa mùi nhị hợp, các chuyện tình cảm của các cặp đôi tiến triển vô cùng là thuận lợi, ngày về chung một nhà rất có thể sẽ chẳng còn xa với bạn nữa. Ngày này, đối với các cặp đôi đang yêu nhau, các cặp vợ chồng có được sự thông cảm cho những khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu được thăng hoa, hai người chẳng thể sống thiếu nhau được, dành cho nhau tình yêu nồng nàn và cháy bỏng. Và ngày thứ tư này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, nâng đỡ, giúp cho bạn khẳng định được năng lực của bản thân mình trong công việc. Đồng nghiệp khá nệ trọng về bạn, nói được và làm được, cấp trên tin tưởng và giao phó cho bạn những nhiệm vụ lớn lao hơn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, đón nhận nhiều may mắn về chuyện tình cảm, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi tính tới chuyện chung về một nhà, từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa, vợ chồng yêu thương, đồng lòng bên nhau và chia sẻ sự ngọt bùi, từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, khẳng định được năng lực trong công việc, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, đồng nghiệp nể trọng, cấp trên khiên ngợi. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhất phụ trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và mang đến cho bạn tuổi thân có được sự trợ giúp khá nhiều trong công việc. Với những vấn đề bất ngờ phát sinh được bạn mệnh tuổi thân xử lý gọn gàng khiến cho không ít người phải ngạc nhiên vì năng lực chưa được khai phá của bạn sự linh hoạt và năng động, năng động đó là điều kiện mà bạn tuổi thân cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khác với kim. Điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn lại không được suôn sẻ cho lắm. Đối với những bạn đang quản độc thân, cần phải có nhiều dụng khí hơn để tiến tới bày tỏa tình cảm của mình với người mà mình yêu thương đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc của bạn được quý nhân giúp đỡ. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, vấn đề bất ngờ phát sinh đều được giải quyết gọn gàng. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, cần phải linh hoạt và năng động hơn nữa. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Tình duyên không được xuân xỉa, thiếu dụng khí khi đứng trước người thầm thương. Từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim, tránh tác động vào vị trí hai thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh chưa chờ cho bạn, cho nên bạn tuổi dậu đang có được cơ hội để tạo dựng được vị trí của mình trong công việc. Bạn tuổi dậu bạn được cấp trên tin tưởng và yêu ái, trao thêm nhiều trọng trách quan trọng. Thời điểm này, với bạn tuổi dậu nên cố gắng tận dụng mọi cơ hội để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như là khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ là bước tín lớn của bạn trên cô đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển mới cho tương lai của bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc cái điều này khiến cho con đường tình duyên của bạn lại chẳng được thuận lợi như ý muốn. Bạn mạnh tuổi giàu gặp phải những bất đồng và phản đối từ phía người thân của đôi bên. Hai bạn có nhiều khoảng cách cần phải vượt qua nếu như muốn được sống hạnh phúc bên nhau về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có cơ hội tạo dựng được vị trí trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách quan trọng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên cố gắng tận dụng cơ hội để phát huy hết khả năng của mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tình duyên chẳng được thuận lợi như ý muốn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm bị người thân phản đối Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa Tuất phù trợ, cho nên bạn tuổi Tuất công việc của bạn rất chi là suôn sẻ đến bất ngờ. Ngày này Quý nhân xuất hiện giải quyết những trở ngại, ngáng trở bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua. Bạn vất vả mà vẫn có được những gì mà mình mong muốn. Cuộc đời thật đẹp khi mọi thứ vẫn đi theo đúng như quỹ đạo mà bạn tuổi Tuất đã đề ra. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tuất nên thận trọng trước khi bắt tay vào một dự án hay là một kế hoạch mới, nhất là với những vấn đề liên quan tới giấy tờ hay là pháp luật. Sự vội vàng hấp tấp có thể à, khiến cho bạn gặp rắc rối to khi không lường được những rủi ro tiềm ẩn bên trong. Bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ giúp cho những bạn đang còn độc thân có thể sẽ nhận ra tình yêu từ ngay xung quanh mình. Bạn mệnh không quá bất ngờ khi nhận ra mình đã trao tình cảm cho người ấy chỉ là từ trước tới giờ bạn vẫn đang tự lừa dối bản thân mình khi gọi tên mối quan hệ của mình dưới một cái tên khác mà thôi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc được xuân sẻ đến bất ngờ nhờ có quý nhân dẫn đường trị lối. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, mọi việc đi đúng theo quỹ đạo cần có đạt được những thứ mà mình mong muốn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần phải thận trọng trước khi bắt tay vào một dự án mới. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, rủi ro có thể tiềm ẩn rất nhiều rắc rối, không lường tới. Từ vi tuổi, nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, nhận ra tình cảm mà bấy lâu nay mình không chú ý. Và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp ngày của tỷ kiên chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi dễ gặp những điều khiến cho bạn mệnh cảm thấy khó chịu như là bất đồng ý kiến, đồng nghiệp chia bè kết phái, anh chị em lớn tiếng với nhau. Và với bạn tuổi Hợi, nếu gặp chuyện không vui thì tốt nhất là nên nhận nhịn, chờ đợi mọi thứ quay trở lại trạng thái ổn định rồi mới nói chuyện với nhau. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi về cái phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng không được như ý muốn. Nếu như bạn không cẩn trọng, bạn cũng có thể mắc phải sai lầm khi đầu tư sai hướng, không đúng chỗ. Cơ hội kiếm tiền dù đã ở trước mắt nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn và bạn đừng có để lòng tham chia mờ mắt mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày này, bạn tuổi hợi còn đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn cũng khá lận đận khi mà người ấy lại chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của bạn. Tình cảm mới chớm nở có thể đã bị úa tàn ngay tức khắc khiến cho bạn mạnh tuổi hợi đau buồn và tổn thương rất nhiều về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vấp phải nhiều chuyện phiền lòng mâu thuẫn về tình cảm tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên nhẫn nhịn vì đại cục thay đổi đối chọi gay gắt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tài lộc ảm đạm có thể thất thoát về tiền bạc do đầu tư sai chỗ không đúng nơi tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim đừng để cho lòng tham chia mờ mắt mình tử vi tuổi quý mua quý hợi thuộc mạnh thủy tình duyên lận đận khi hai bên không hiểu được nhau và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 46 số 69 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.